Lại một cái mấy cái ảnh ở trên Google Plus đây này, của Âu Minh Giang, Ân Thái Hà, rồi các bạn cùng xem nhé, rất là đẹp. Miễn bình luận nhỉ, miễn bình luận. Hình như đây đây là cái anh Túc thì cái Túc Phiện đấy, hoặc anh Túc nếu tôi không nhầm. Và quay lại một lượt nữa và chúng ta sẽ stop nhé, tuyệt đẹp nhỉ, thiên nhiên không có cái gì có thể để sánh được với thiên nhiên đúng không? Nothing can compare to the nature. Úi chà. Không gì có thể sánh bằng. Nothing can compare to the nature.